Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại gặp thêm một cái van nữa là cong cốt nè. Cong cốt. Mẻ răng nè. Nó dập quy một hàng 6-7 răng ở đây mà mình sửa lại, mình hơn đóng mình bẻ lên được mấy răng rồi. Có nhưng mà có một răng nó bị nặng quá, nó gãy luôn, với lại một cái răng bị nứt chân ở đây. Thì bây giờ mình sang chê cái này lại cho nó thẳng sớm đàng hoàng, xong mình đắp và mình dũa ha. Cái hôm trước thì mình thay nguyên cái nhông, nhưng mà cái này nó bị có một hai răng thay cũng hơi uổng. Để dinh của nó mình chỉ đắp và mình vũ lại thôi, giật lại mấy cái răng ha. Rồi bây giờ mình tiến hành nha các bạn. Cái hàng được mấy cái này thì mình có phải có hàng the nha các bạn. Hàng the và cái này là nó kêu là, cái này nó kêu là bạc hàng. Nó nhẹ lửa hơn gầm thao. Nó hàng ga được, chứ còn nếu mà muốn hàng mà gầm thao là phải hàng gió đá nha các bạn. Mình kiểm tra thấy nó có một cái răng bị nứt nữa. Rồi cho nó nứt cái răng nào mà đắp luôn.
Rồi. Giờ mình vớt cho nó láng đều lại hết ha các bạn ha. Vớt hoặc là vũa hoặc là mài gì đó, mấy các bạn có cái gì thì các bạn làm cái đó. Mình có máy tiện thì mình vớt máy tiện ha. Vớt hay mài gì đó thì tùy các bạn thôi, cái này cũng dễ mà. Thì mình có máy tiện thì mình dùng máy tiện cho nó nhanh ha các bạn ha. Rồi giờ mình tiến hành cắt lại mấy cái răng ha các bạn. Cắt lại các bạn cái răng thì mình đo. Thấy cái răng này là nó là răng thẳng chứ không phải là răng xéo vát gì, mà cái bề ngang của cái răng, cái bước răng nó là bằng cái lưỡi cưa nè, bự hơn cái lưỡi cưa một chút ha. Rồi bây giờ mình, đây là cái lưỡi cưa sắt, chút mình sẽ dùng mình cưa cái rãnh của nó ha. Cái này thì nó có sẵn cái chi cái răng rồi, nó chỉ mình chỉ có hàng cái chân này thôi, thành ra mình có sẵn mình cưa một đường ở đây ha. Mình mài bỏ phía bên này cho các bạn. Cái bên đây tại vì mình khi mình gũi xuống đó, thì cái bên đây nó làm hơi cái răng phía bên này. Thank you.
một răng này. Rồi mình tiếp tục cái răng này các bạn. Cái răng này nè. Cầm về tâm nha, kéo một cái đường thẳng về tâm. Thank you.
tương đối ổn. Bây giờ mình làm cái cốt này cho nó thẳng thớm này đàng hoàng hết rồi mình bắt vô thử nha các bạn. Rồi sau khi mình sang chế cái cốt thẳng thớm rồi mình đánh bóng sơ cái răng lại ha. Rồi có cái này gì để mình ráp vô cái máy thử. Rồi nó chạy êm không nha. Rồi em luôn nha các bạn, không có dướng không dấp gì hết ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.